tuổi Tuất năm 2021. Đừng coi thường con giáp này trong năm 2021, chắc chắn họ sẽ thay đổi và giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể cuộc sống của người khác ra sao, nhưng riêng con giáp này thì không bao lâu nữa chắc chắn họ sẽ giàu nứt tường đổ vách. Sống trong cuộc sống giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Tuất năm 2021 càng bị người đời chà đạp khinh miệt, càng coi thường thì lại càng có được nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có về cuối năm, khiến cho nhiều người hờn đỏ mắt. Vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn thì mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy mà không phải ai sinh ra cũng được sung sướng, chắc chắn sẽ sung sướng cả đời, và ngược lại sẽ không phải ai cũng sẽ phải chịu cảnh khổ và lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ trong một đêm vào năm 2021 Tân Sửu. Có những người thì chỉ cần bước sang một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần mỗi lực và 3 phần may mắn. Vì vậy mà trong số 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó. Bất kể là cuộc sống người khác ra sao, nhưng riêng với con giáp này chỉ cần nỗ lực cố gắng hơn một chút nữa thôi. Nếu không có giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong cuộc sống giàu sang phú quý, không thiếu thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm mới 2021 Tân Sửu. Hãy cùng xem vận trình của những mệnh chủ tuổi Tuất trong video dưới đây. Tổng quan tử vi tuổi Tuất năm 2021 Tân Sửu. Năm 2021, tuổi Tuất và Thái Tuế đồng vượng tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành thổ. Thế nhưng do ảnh hưởng của kiếp tài và nhiều hung tinh khác nên vận thế của bản mệnh năm nay bình thường, vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh mâu thuẫn. Người tuổi này thì dễ phải tiêu phí nhiều khoản hoặc gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình. Đồng thời thì sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2021 là năm Tân Sửu, thiên can Tân Kim lộ xuất thương quan, Thái Tuế Sửu Thổ lại lộ xuất kiếp tài. Trong năm nay, người tuổi Tuất gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thái Tuế ngự tại tỷ kiếp cho thấy sự hiện diện của tranh chấp cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái với pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Không chỉ mất tiền, mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt thì cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Mặt khác, cấu giảo cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho người tuổi Tuất. Cấu giảo đại diện cho những hoạt động rượu chè, phong lưu, kiện tụng, vì thế mà bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người. Làm việc gì thì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm tăng thêm thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cắt trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt thì không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ sậm trần tại chỗ. Ngoài ra thì bản mệnh cũng nên biết giữ mình, giữ khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Người độc thân thì có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra những quyết định trọng đại của đời người, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm phải đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì dễ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Trong năm Tân Sửu, tuổi Tuất cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình, phải suy nghĩ chín chắn kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, đừng để mình bị lôi kéo. Không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc là những nơi ẩm thấp nguy hiểm.
Trong sự nghiệp, bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm. Đặc biệt, nếu làm trong ngành kinh doanh thủy lợi và thủy sản, chỉ nên giữ mối quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng hãm hại mình. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp trợ mệnh Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Tuất năm Tân Sửu 2021. Năm Tân Sửu, người tuổi Tuất có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên con giáp này khó chiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập để có thể phá rối nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Năm nay, mệnh chủ cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi cử, bầu cử, cũng như trong mối quan hệ xã giao với mọi người. Mối quan hệ với cấp trên thì không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để có thể thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mức mong đợi. Công việc không quá mức phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2021 đó là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ thì cần phải nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo, thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm thì cần phải có thái độ trung thủy, không nên bắt cá hai tay, khiến cho chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như người khác. Khi lựa chọn đầu tư thì không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính hay là thực phẩm. Để cho sự nghiệp được hanh thông, may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năm 2021 này thì tuổi Tuất không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để có thể chứng minh, thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Tuất trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tuất. Vào tháng này thì gia chủ hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này thì có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng vào thời gian này. Nếu muốn tiến hành thì cần phải tham khảo kỹ từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Tuất trong năm Tân Sửu 2021. Người tuổi Tuất thì không vượng đường tài lộc vào năm 2021. Trong các việc đầu tư, kinh doanh thì bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thương, tổn thất, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế mà trong thời điểm này, tuổi Tuất chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản.
nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả hơn. Đặc biệt là người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ, đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra thì do năm nay tiểu hao và cấu giảo chiếu mạnh nên mệnh chủ sẽ có những tổn hao trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Khi làm việc thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời ai một cách quá dễ dàng. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và mặt dây chuyền bát bảo tâm kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Ngoài ra thì bản mệnh cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích gây tổn hại đến sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tuất trong năm Tân Sửu 2021. Tuổi Tuất trong năm Tân Sửu thì không mấy khả quan, thái tuế Sửu thổ vượng khiến cho yếu tố thủy hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh tim mạch, dễ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người thì gặp vấn đề về thận. Trong năm nay thì chớ nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập cũng như cuộc sống, cần phải biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu dài. Cùng với đó, trong năm Tân Sửu 2021 này, do thổ khí quá vượng nên mệnh chủ tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều đến các bệnh liên quan về đường tiêu hóa. Chú ý về đường ăn uống của mình để tránh mắc phải những bệnh liên quan. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay đặc biệt lưu ý đến sức khỏe. Thái tuế ngang bằng thân thân, lại thêm hung tinh cấu xảo đến, rất dễ dàng khiến cho sức khỏe bật đèn đỏ. Khi tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận để phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất thì chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà. Để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào, trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt, tối tăm hay có nhiều tà khí, dễ để bạn vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Tốt nhất nên có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Để cải thiện sức khỏe, mang lại bình an, may mắn, tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tuất năm Tân Sửu 2021. Tuổi Tuất đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì bạn dễ có bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí là có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế mà ngoài việc lựa chọn đối tượng phù hợp với mong muốn thì cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ, tuy nhiên thì cũng đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm. Mệnh chủ tuổi Tuất nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể sẽ có được cơ hội tình cảm. Quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Mặt khác thì vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu 2021, bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như là sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Tuất. Cát hung vận hạn của từng tuổi Tuất trong năm 2021 Tân Sửu.
Tử vi năm 2021 của tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, Ốc Thượng Thổ. Năm Tân Sửu thì có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng. Mệnh chủ dễ gặp phải những bệnh tật liên quan đến đường tiêu hóa, nhất là các bệnh về dạ dày. Năm 2021, tuổi Bính Tuất sẽ có nhiều điểm sáng trong học tập. Chỉ cần tập trung cố gắng hết sức thì thành tích học tập sẽ có bước tiến so với thời gian trước đó. Tuy nhiên thì vì thời điểm này, đường tình duyên quản mệnh không thuận lợi, có nhiều dấu hiệu bất ổn nên cần hết sức tránh việc yêu sớm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học, khiến cho thành tích đi xuống. Ở trên lớp thì người sinh năm này cần phải tập trung tinh thần nghe giảng. Khi về đến nhà thì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, tìm được sự hứng thú trong công việc học tập, xác định mục tiêu trước mắt của mình rõ ràng, không để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình. Trên bàn học thì cần đặt tháp văn xương để giúp cho việc tập trung hơn vào học hành. Nếu làm được những việc này thì cuối năm chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được những kết quả xứng đáng với thành tích học tập có nhiều khởi sắc. Về sức khỏe, trẻ nhỏ bước vào giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, vì vậy mà cha mẹ cần phải quan tâm đến con cái nhiều hơn, hướng con theo những suy nghĩ đúng đắn, sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Không nên tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử hoặc mạng internet. Không nên chú ý quá nhiều đến những bạn khác giới xung quanh mình nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến việc học. Nếu giữa cha mẹ và con cái nảy sinh những bất đồng về quan điểm thì nên trò chuyện bình tĩnh, không nên dùng biện pháp mạnh hoặc là bắt con cái nhất nghe theo ý kiến của mình. Nam mệnh 16 tuổi, kế đô chiếu mệnh, dễ gặp phải tai họa bất ngờ mang tính vô vọng. Nữ mệnh 16 tuổi, sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này rất bất lợi với nữ. Các bạn nên cần chú ý về mặt phụ khoa và sức khỏe, tránh vấn đề thai sản sau này. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ tương sinh, tiết mất khí của mệnh chủ. Trong năm này thì mệnh chủ cần chú ý nhiều đến các bệnh liên quan về hệ tiêu hóa. Năm Tân Sửu là một năm khá may mắn đối với tuổi Giáp Tuất, do đó nên mạnh dạn tự tin, nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước, không nên làm bừa, gây sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như là luôn giữ cho suy nghĩ được tích cực, lạc quan. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân thì có nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng, hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên lạnh nhạt thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh thì bạn cần lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Nam mệnh 28 tuổi La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân Bách Sự Ưu, dễ có câu chuyện về khẩu thiệt thị phi dính dáng đến pháp luật hay là có sự phân tranh về giấy tờ. Nữ mệnh 28 tuổi, kế đô chiếu mệnh, gặp khẩu thiệt thị phi nên đi du lịch nhiều hơn, không nên ở trong nhà lâu ngày. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Đại Hải Thủy. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Thổ Thủy tương khắc, cho nên năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều các bệnh liên quan đến thận. Người sinh năm Nhâm Tuất phải trải qua một năm nhiều khó khăn đầy biến động, có khả năng phải đối diện với nhiều biến cố bất ngờ. Những người hay phải đi xa, làm nghề lái xe đường dài, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi mà cơ thể mệt mỏi, khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Không nên nóng nảy coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng nhưng mà bản mệnh thường lơ là tình trạng sức khỏe của mình, không muốn dành thời gian để đi khám bệnh nên cơ thể dễ chịu ảnh hưởng xấu. Không nên suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân, ăn uống cần điều độ đúng giờ, không ăn đồ cay nóng và chú ý bổ sung nhiều rau quả trái cây.
đừng dành hết thời gian trong ngày cho công việc, mà nên chú ý rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí, thư giãn tinh thần. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Nam mệnh 40 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh, gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại cần đề phòng tai nạn. Nữ mệnh 40 tuổi, Sao Thái Âm chiếu mệnh, cần giữ gìn, đặc biệt là những bệnh liên quan đến phụ khoa, sản phụ cao tuổi thì cẩn thận hơn nữa, phòng chuyện khó sinh. Tử vi năm 2021 tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, thoa xuyến kim. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, nên trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh về đường ruột, nhất là bệnh liên quan đến đại tràng. Vận trình của người Canh Tuất trong năm 2021 khá là tốt đẹp, nhất là trên phương diện sự nghiệp. Có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần phải tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ, bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như là hình ảnh của bạn. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Có điều, năm nay không thích hợp với hoạt động đầu tư. Nếu có ý định thì chỉ nên tham gia vào những hạng mục nhỏ và vừa, đồng thời giữ thái độ cẩn trọng. Trước khi đưa ra quyết định nào thì cần phải quan sát kỹ càng, lên kế hoạch cụ thể. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Về khía cạnh tình cảm thì những người đã kết hôn thường không quan tâm chú ý đến nửa kia do công việc quá bận rộn dễ khiến cho tình cảm nhạt phai. Bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian với nửa kia hơn, củng cố mối quan hệ vợ chồng. Nam mệnh 52 tuổi, kế đô chiếu mệnh, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nữ mệnh 52 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh là sao bất lợi với nữ, dễ xuất hiện những tai ương ngoài ý muốn. Quý vị thân mến, mọi vận trình của con người thì đều có thể thay đổi nếu như không biết nắm bắt cơ hội và cố gắng. Chính vì thế mà để nắm bắt được cơ hội thành công, có công danh sự nghiệp, tài lộc viên mãn, khi và chỉ khi quý anh chị thực hiện yêu mến công việc của mình, làm hết mình và quyết tâm không từ bỏ. Việc luận giải này chỉ giúp cho quý anh chị đón những vận may thời cơ của anh chị và có thể nắm được, chứ nhất định không có chuyện không làm mà được ăn. Và trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tuất trong năm 2021. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2021, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.